Chào mừng tất cả anh em đang quay trở lại bằng hải tặc Big Red. My Hawk rất mạnh, không ai có thể phủ nhận điều đó. Sức mạnh của anh ta được nhiều người ví mạnh ngang tứ hoàng xe tàu đỏ. Nó có thực sự đúng hay không? Và trong quá khứ My Hawk đã từng trải qua những trận chiến khủng khiếp nào để có thể leo lên ngôi vị đệ nhất kiếm sĩ? Chắc hẳn rằng anh em đang có suy nghĩ như thế này trong đầu về danh hiệu kiếm vương của My Hawk, đó là do xanh tóc đỏ. Bởi vì trước kia thì xanh và My Hawk là những kiếm sĩ rất mạnh, những trận chiến của họ rung động cả đại hải trình. Đến cả một hiện thoại như râu trắng còn biết đến thì quả thật là quy mô trận đánh của họ khá lớn. Và để gây được tiếng vang thì kiếm thật và haki của mỗi bên phải thật sự đáng sợ và ấn lạnh, chưa kể còn phải bao gồm được cả haki và vương. Vì nếu như My Hawk chỉ sử dụng sức mạnh thông thường, haki vũ trang để chơi với xanh thì có vị khá mất cân bằng, bởi xanh là một người có haki bá vương cực kỳ mạnh. Đến cả tứ hoàng Kaido, kể được mệnh danh là ông trùm solo cũng phải e ngại xanh tóc đỏ. Nhưng điều này không đồng nghĩa Kaido thua xanh, anh em đừng nhầm lẫn nha. Sau đó xanh đi cướp trái quỷ Gomu và đến biển đồng để thực hiện một sứ mệnh quan trọng nào đó, có thể là theo lời chỉ dẫn của vũ tạc Goldie Roger trước khi chết. Rồi anh ta quyết định đặt cược cánh tay trái của mình cho Luffy, xem như là một định mệnh. Từ đây, rất nhiều anh em cho rằng xanh đã bị giảm sức mạnh, trở thành một thanh niên khiến tật nên My Hawk không còn hứng thú để chiến đấu với xanh nữa. Điều này có thực sự hợp lý hay không? Như thế thì quá đơn giản. Hãy thử nghĩ những vấn đề khác to lớn hơn, thay vì dùng lòng nhân từ trong giới hải tặc. Xanh không yếu đi vì mất đi cánh tay, My Hawk cũng không lợi dụng điều này để trở thành đệ nhất kiếm sĩ. Một người như My Hawk mà lại gần đến sự ban bố cánh tay trái của xanh để có thể trở thành kiếm vương ư? Thật nực cười. Và mình là Big Red, người sẽ mang đến cho anh em những phân tích thú vị trong quanh bì. Vì thế đừng bỏ lỡ những phân tích của tớ bằng cách ấn nút đăng ký nếu như nó còn màu đỏ nha. Theo các bạn thì My Hawk trở thành thiên hạ đệ nhất kiếm sĩ là từ đâu? Hãy bình luận ý kiến ở dưới video này và xem tiếp, chắc rằng các bạn sẽ tìm ra một phần nào đó của câu trả lời. Anh em còn nhớ Sanji sở hữu thanh kiếm nào không nhỉ? Đó chính là Reform, một trong số 12 thanh cực phẩm đại bảo kiếm. Lưỡi kiếm được mệnh danh có sức bền lớn nhất trong quanh bì, có khả năng tự hồi phục nếu như bị sức mẻ. Kiếm của Sanji có thể cũng mang một linh lực đặc biệt nào đó. Tương tự thì có Enma hấp thụ haki của người sử dụng để tạo ra những nhát chém mạnh hơn. Kiếm sĩ không đủ trình độ để kiểm soát lượng haki phát ra sẽ dẫn đến cái chết vì kiệt sức. Thì ở Reform cũng có thể sẽ mang đến một năng lực nào đó khá đáng sợ. Và trong phim Red gần nhất, Sanji có thể bọc lưỡi kiếm của mình trong ngọn lửa để tấn công con quái vật âm nhạc mà Uta đã tạo ra. Cũng có thể nó được xem là phần hấp thụ sức mạnh haki của thanh Reform này từ chủ nhân để tạo thành nhát chém rực lửa, giống như Zoro bị Enma hấp thụ haki phát ra khí lực màu tím. Nhưng cái thanh kiếm trước đó, cỡ cái thanh cực phẩm mang tên Ice của Roger, cũng không thể nào mang một sức mạnh đặc biệt được gọi là hắc kiếm. Riêng chỉ có My Hawk, người sử dụng thanh Zoro, thanh cực phẩm đại bảo kiếm có kích thước rất lớn, nhưng lại được My Hawk dùng rất nhẹ nhàng. Thậm chí anh ta còn cường hóa Zoro trở thành hắc kiếm, biến nó thành thanh kiếm đợi nhất trong One Piece. Kiếm của My Hawk còn trên cả thanh hắc kiếm của Samurai lừng danh ở Wano, thần kiếm Ryuma. Bởi xếp vào cấp bậc thì Zoro vẫn trên thủ thủy đại bảo kiếm một bậc. Nhưng để biến một thanh kiếm trở thành hắc kiếm, thì người và kiếm phải trải qua rất nhiều trận chiến cùng với nhau để đến sự tương thông, người kiếm hợp nhất. Sanji không làm được nhưng My Hawk thì làm được. Và đến nay trong One Piece chỉ có hai người được xác nhận là sở hữu hắc kiếm như đã nói ở trên, là My Hawk và Ryuma. Tại sao Sanji cũng là một kiếm sĩ lừng danh mà anh ta không tài nào trở thành đệ nhất kiếm sĩ được? Thậm chí anh ta còn là một tứ hoàng, một trong số những hoàng đế của biển. Xét về cấp bậc của hải tặc thì Sanji trên My Hawk, rõ ràng là như thế rồi còn gì. Nó chứng tỏ được danh hiệu kiếm vương không dành cho những kiếm sĩ mạnh toàn diện, mà là dành cho kiếm sĩ sở hữu thanh kiếm tốt nhất trong One Piece. Mà để kiếm đạt được cấp độ tốt nhất thì dĩ nhiên người dùng kiếm phải cực kỳ mạnh mẽ. Đây là lý do mà vì sao mình luôn cho rằng My Hawk mới xứng đáng trở thành đệ nhất chứ không phải là Sanji. Vì Sanji thì mạnh rất nhiều thứ chứ không riêng gì về kiếm, chẳng hạn như haki, và biết đâu còn có một đó chiến lược tuyệt vời nữa thì sao? Ai là dạy dột đặt cược cánh tay trái của mình vào một điều viễn vông? Một lần nữa hãy nhìn lại thanh Zoro của My Hawk. Nó có thể hấp thụ haki của người sử dụng để có thể phát ra một lượng khí lực màu xanh trắng. Ở khoảng cách xa, My Hawk tung ra một nhát chém khí về phía của râu trắng. Nhát chém này càng đi xa thì uy lực của nó càng mạnh. Thông thường đi quãng đường xa thì lượng haki sẽ dần hao hụt và biến mất. Nhưng với trình độ của My Hawk, anh ta biết dồn haki vào trong điểm nào để có thể gây ra sát thương cho kẻ thù. Mặc dù Zoro đỡ đòn đó thay cho râu trắng, nhưng nếu như nó đến thì cũng không khó để hóa giải với một hiện thoại như là bố già. Chứng tỏ My Hawk biết được đẳng cấp của mình nằm dưới người đàn ông mạnh nhất trên thế giới kia. Quay trở lại giải quyết vấn đề Sanji và My Hawk cho danh hiệu đệ nhất kiếm sĩ. Thứ nhất, xét về kiếm thì thứ hạng kiếm của My Hawk là Zoro, trên cơ so với Reform của Sanji vì nó được cường hóa trở thành hắc kiếm. Thứ hai, Sanji không phải là một kiếm sĩ tuyệt đối mà còn phát triển nhiều thứ sức mạnh khác song song, chẳng hạn như chiêu mộ thành viên hay tìm cách để thực hiện lý tưởng của Roger. Riêng My Hawk chỉ tập trung đi thách đấu với những kiếm sĩ khác để hạ họ, để chứng minh được kiếm thuật của mình là số 1 thế giới. Thứ ba, Sanji đã leo lên vị trí tứ hoàng với vai trò nắm giữ sự cân bằng, duy trì sự ổn định của thế giới, nên anh ta không muốn có thêm những trận chiến vô nghĩa với My Hawk. Bởi Sanji biết rằng dù chiến đấu với My Hawk bao nhiêu lần đi nữa thì cũng rất khó để giành được chiến thắng mà nó không mang lại lợi ích gì. Cỡ cả My Hawk cũng vậy, anh ta biết trình độ của Sanji nằm ở đâu. Chiến đấu với nhau khi Sanji là một tứ hoàng cũng vô nghĩa, chẳng có lợi ích. Từ ba lý do này, cuộc chiến của họ đã dừng lại. Sanji vẫn đi theo con đường của riêng mình, tứ hoàng bất bại. Còn My Hawk thì tiếp tục thách đấu cho đến khi người kiếm hợp nhất,
trình độ kiếm thuật đến mức độ thường thường, không còn bất kỳ một kiếm sĩ nào làm khó được anh ta nữa, giúp Mai Hawk leo lên vị trí đệ nhất. Theo như các dữ liệu về Sanh trước đó, thì để suy ra, mình khá tự tin để khẳng định được Mai Hawk có một trình độ sức mạnh đáng sợ. Anh ta có Haki Bá Vương và một loại Haki quan sát cực đỉnh với danh hiệu là Mắt Diều Hầu. Phim Red ra mắt kèm theo nhiều thông tin hấp dẫn như xanh lớp đỏ là khắc tinh của Haki quan sát. Anh ta có thể khống chế ý nghĩ của bản thân để cho đối thủ không biết được mình sẽ ra đòn và hành động như thế nào, dẫn đến việc đối thủ ăn hành của anh ta dễ dàng hơn bao giờ hết. Nhưng với Mắt Diều Hầu Mai Hawk thì có vị khác. Anh ta có thể vượt qua được khả năng kiểm soát Haki của Sanh để cả hai trở lại về trình độ cân bằng. Chứ nếu không thì cái danh xưng Mắt Diều Hầu, người có đôi mắt sắc lạnh đáng sợ bậc nhất One Piece cũng chỉ là hư danh, chẳng có một chút ý nghĩa nào cả. Và nếu các bạn xem lại trận chiến mà Redford khi mà Luffy định sử dụng đôi tay của mình để tấn công vào Mai Hawk, đột nhiên cậu ta cảm nhận được một thứ gì đó khác lạ. Luffy biết trước được nếu như mình tấn công tiếp tục vào cơ thể của Mai Hawk, đôi tay cậu ta sẽ bị chặt đứt. Thế là Luffy đã chuyển hướng đòn tấn công để ngăn chặn việc mất đi đôi tay. Lúc này khái niệm Haki đối với Luffy là không có, cậu ta không thể nào quan sát trước được tương lai như thế, mà đến khi học lỏm từ Katakuri mới hiểu được cách vận dụng tốt nhất. Vậy thì Haki thấu thị tương lai này là do ai gây ra? Đó chính là Mai Hawk. Anh ta muốn thử thách sự liều lĩnh của Luffy. Lúc Luffy bắt đầu tấn công, Mai Hawk trợn mắt, cậu ta nhìn vào đó rồi ngưng làm điều ngu ngốc đó lại. Mai Hawk đã sử dụng Haki của mình để tác động lên Luffy, xin thử trong phút giây đó cậu ta có mất lý trí, trở nên điên cuồng hay không. Vì trong bối cảnh giải cứu anh trai của mình, nhiều kẻ sẽ không còn suy nghĩ được gì, chỉ lao lên như một con thiêu thân. Nhưng với Luffy thì khác, cậu ta đã bình tĩnh khi cảm nhận được điều đó, như Mai Hawk đã nói ở chap 561. Còn về phần Haki vũ trang thì khỏi cần bàn cãi, Mai Hawk quá bá đạo. Chưa từng bị bất kỳ một vết thương lớn nào từ trước cho đến nay. Thử hỏi chiến đấu từ trước đến giờ mà chưa từng bị thương thì Haki vũ trang cũng phải khủng lắm chứ chả đùa. Nhưng sự xuất hiện gần đây nhất của Mai Hawk, trên cơ thể anh ta có một vết sẹo. Quay xét kỹ thì nó không phải là sợi dây thánh giá mà anh ta hay mang, vết này là do vết thương như mặt của Crocodile này mà. Vậy ra hải quân cũng khá đáng sợ đấy chứ, có thể gây ra được vết thương trên người của đội nhất kiếm sĩ Mai Hawk. Thêm một điều nữa, mình cho rằng bên trong cơ thể của Mai Hawk đang trú ngụ một con quỷ, mà chính anh ta cũng đã kiểm soát thần thuật con quỷ này để trở nên mạnh mẽ hơn. Rõ ràng xét theo mẫu mắt, Mai Hawk không phải là kẻ duy nhất sử dụng mẫu mắt này, màu vàng to và tròn. Cavendish cũng sử dụng mẫu mắt màu vàng tương tự, tuy nhiên thì anh ta lại có một ác quỷ tên Hakuba bên trong cơ thể với mẫu mắt màu xanh. Mỗi khi Cavendish ngủ thì Hakuba sẽ thức tỉnh, nó mang sức mạnh hủy diệt lớn đối với mọi thứ xung quanh. Khi Cavendish bắt đầu kiểm soát Hakuba thì mắt của anh ta một con màu vàng và một con màu xanh, cho thấy được nếu như điều khiển được con quỷ bên trong cơ thể thì mắt của Cavendish sẽ hoàn toàn chuyển sang màu vàng, kèm theo đó là một sức mạnh mới khác biệt hơn so với trước. Từ dữ liệu này có thể đâu đó cho rằng Mai Hawk cũng đã từng đối mặt với một con quỷ bên trong cơ thể như vậy. Tên đầy đủ của anh ta là Dracula Mai Hawk. Theo như điển tích thì Dracula là một con ma cà rồng khát máu, nó chỉ đi hút máu và hoạt động về biển đêm. Cũng có thể Oda xây dựng hình tượng cho Mai Hawk dựa trên điển tích này. Thêm một điểm đặc biệt khác của Mai Hawk là anh ta chỉ hành động độc lập, chỉ thích đi một mình mà không muốn có thêm bất kỳ một đồng đội nào. Có lẽ trước đó Mai Hawk cũng từng có cho mình một băng hải tặc, nhưng trong lúc mất kiểm soát như Cavendish để cho Hakuba lộng hành thì Mai Hawk đã tàn sát hết tất cả. Từ đó anh ta không muốn bất kỳ một đồng đội nào của mình gặp nguy hiểm nữa, nên đã trở thành kỹ cô độc. Chứ từ trước đến nay chẳng có hải tặc nào mà lại có một mình đâu. Thời gian hải tặc thì còn hành động đơn lẻ, chứ hải tặc luôn đi trong một băng mới đủ sức chống lại, đủ sức cướp bóc và hỗ trợ nhau. Và trên đây là những phân tích của mình về Mai Hawk, từ nghiên nhân anh ta trở thành đệ nhất kiếm sĩ cho đến truyền thuyết về ác quỷ trú ngụ bên trong của anh ta. Mọi dữ liệu chỉ mang tính chất tham khảo thôi nha. Nếu như anh em thích các phân tích này thì đừng quên ấn tay vào cái nút đăng ký ở dưới video nha. Bye bye và hẹn gặp lại sau nha.